đề nghị trưởng đoàn của thôn Tân Lộc chúng trông về phía ban tổ chức để chúng tôi có một số nội dung trao đổi. Thank you.
nhờ đã giúp bạn lấy quả bóng về để bọn em có nhiều đang chuẩn bị đang có bóng rồi. Đấy gì ấy? Đúng rồi. Bóng thấp lắm. Thì cô
Thank you.
Xanh nhọc rồi. Bắt đầu.